Chính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận định với tờ Jerusalem Post của Israel mới đây, học giả và nhà bình luận về Trung Đông, Mordechai Keda cho rằng, bất đồng giữa Iran và Nga đang gia tăng xung quanh hành lang Gangejuar, một tuyến đường vận tải quan trọng nối liền Azerbaijan với Nakhchivan một phần đất thuộc Azerbaijan. Hành lang này có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì nó thiết lập một tuyến kết nối giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông. Mặc dù Nga đã công khai ủng hộ hành lang này, Iran lại phản đối mạnh mẽ, lo ngại rằng hành lang Zangezur sẽ cắt đứt mối liên hệ địa lý giữa Armenia và Iran. Quan hệ giữa Iran và Armenia từ lâu đã được xây dựng trên nền tảng địa chính trị ổn định. Việc Iran phản đối hành lang Zangezur không chỉ xuất phát từ những lo ngại về sự cô lập địa lý mà còn là về lợi ích chiến lược và kinh tế. Tuyến đường này, nếu được thiết lập dưới sự kiểm soát của Azerbaijan, sẽ làm gián đoạn kết nối giữa Iran và Armenia, qua đó làm suy yếu vị thế của Tehran trong khu vực. Bộ ngoại giao Iran từng tuyên bố rằng biên giới Iran-Armenia phải được duy trì nguyên trạng và Tehran sẽ không do dự sử dụng sức mạnh quân sự để đảm bảo điều đó. Trên cơ sở đó, Tehran lo ngại rằng nếu hành lang Zangezur trở thành hiện thực, điều này không chỉ làm mất đi một tuyến giao thông quan trọng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực này. Từ đó, làm suy yếu vai trò của Iran. Hơn nữa, việc bị cắt đứt mối liên hệ với Armenia có thể dẫn đến việc Iran mất đi một hành lang chiến lược quan trọng. Qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ các đồng minh trong khu vực. Ngược lại, Nga đã công khai ủng hộ dự án hành lang Zangezur như một cách để tăng cường ảnh hưởng của mình tại vùng Nam Caucasus và Trung Đông. Việc ủng hộ dự án này không chỉ giúp Nga tăng cường hợp tác với Azerbaijan mà còn giúp mở rộng sự hiện diện của Moscow tại các khu vực quan trọng của Trung Đông và châu Âu. Azerbaijan, trong khi đó đang cân bằng giữa các lợi ích của phương Tây và Nga. Mặc dù Azerbaijan đã thể hiện sự ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và gửi viện trợ nhân đạo cho Kyiv, nhưng chính quyền của Tổng thống Ilham Aliyev vẫn duy trì mối quan hệ với Moscow. Vì vậy, Baku duy trì một lập trường trung dung. Họ sẵn sàng hợp tác với cả phương Tây và Nga, nhưng không muốn trở thành thành viên chính thức của NATO để tránh bị cuốn vào các cuộc xung đột lớn hơn. Điều này giúp Azerbaijan giữ vai trò của mình như một đối tác quan trọng trong khu vực mà không làm mất lòng bất kỳ bên nào. Gần đây, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Baku đã củng cố thêm quan hệ hợp tác giữa Azerbaijan và Nga. Sự ủng hộ của Nga đối với hành lang Zangezur rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Tehran và Moscow, đặc biệt khi Armenia, đối tác truyền thống của Iran, cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong khi đó, Armenia cũng đang đối mặt với những áp lực từ cả hai phía. Việc Armenia đình chỉ tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO, đã làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Armenia. Mặc dù mối quan hệ chính trị giữa Nga và Armenia có căng thẳng, nhưng thương mại song phương giữa hai nước lại không ngừng tăng trưởng. Học giả kết luận rằng, bất đồng giữa Iran và Nga xung quanh hành lang Zangezur đã và đang làm thay đổi cục diện chính trị trong khu vực. Trong khi Moscow tìm cách củng cố vị thế của mình tại Caucasus thông qua hợp tác với Azerbaijan, Iran lại lo ngại về sự cô lập địa lý và sự suy yếu của mối liên hệ chiến lược với Armenia. Mới đây, báo Politico của Mỹ tường thuật nhiều người Iran vừa bị bộ thẩm đoàn Mỹ truy tố về tội tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Các cáo buộc liên bang bắt nguồn từ một chiến dịch của người Iran. Những người này bị cáo buộc đã đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ từ chiến dịch tranh cử của ông Trump vào mùa hè năm nay. Tên của các bị cáo và các cáo buộc hình sự cụ thể chưa được công bố ngay lập tức. Một bồi thẩm đoàn đã bí mật chấp thuận bản cáo trạng. Bộ Tư pháp Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận. Hồi tháng 8, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ CISA ra tuyên bố chung xác định Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố chung có đoạn, chúng tôi đã quan sát thấy các hoạt động ngày càng táo tợn của Iran trong đợt bầu cử này, cụ thể là các hoạt động gây ảnh hưởng nhằm vào người dân Mỹ và các chiến dịch tranh cử Tổng thống trong đó có các hành động gần đây nhằm gây tổn hại chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump. Các cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc Iran thông qua nhiều phương thức tìm cách tiếp cận những cá nhân có quyền truy cập trực tiếp chiến dịch tranh cử tổng thống của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Các cơ quan an ninh Mỹ khẳng định hành vi như vậy bao gồm đánh cắp và tiết lộ thông tin nhằm mục đích tác động quá trình bầu cử Mỹ. Trước động thái trên, tờ Thời báo Tehran cho biết, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã chính thức bác bỏ cáo buộc rằng Nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuyên bố này đã được đưa ra sau khi tờ Politico của Mỹ cho rằng các tài liệu liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị đánh cắp và gửi cho tờ báo này từ một tài khoản không xác định. Theo Bộ Ngoại giao Iran, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã ra tuyên bố khẳng định rằng thông tin của tờ Politico là không đáng tin cậy và không phản ánh đúng thực tế. Iran phủ nhận có bất kỳ ý định hoặc động lực nào để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuyên bố của phái đoàn Iran nêu rõ: "Chúng tôi không coi tin tức này là đáng tin cậy, vì chính phủ Iran không có cả ý định và động lực để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ." Mới đây, Israel cho biết sẽ nhận gói viện trợ trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ để hỗ trợ nỗ lực quân sự hiện tại và duy trì ưu thế quân sự chất lượng trong khu vực. Gói viện trợ này bao gồm 3,5 tỷ đô la Mỹ cho việc mua sắm thiết yếu trong thời gian chiến tranh. Số tiền này đã được nhận và dành cho các khoản mua sắm quân sự quan trọng và 5,2 tỷ đô la Mỹ được chỉ định cho các hệ thống phòng không bao gồm hệ thống chống tên lửa Iron Dome, David's Ring và một hệ thống laser tiên tiến hiện tại Israel đang chiến đấu trên hai mặt trận đối đầu với nhóm hồi giáo Hamas ở Gaza và Hezbollah được Iran hỗ trợ ở Liban theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Israel thông báo về gói viện trợ này được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Lầu Năm Góc giữa ông Ayad Jamia giám đốc điều hành của Bộ Quốc phòng Israel và các quan chức quốc phòng Mỹ, bao gồm cả quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách Amanda Dury. Thông cáo Bộ Quốc phòng Israel cũng cho biết, bước đầu tư đáng kể này sẽ củng cố mạnh mẽ các hệ thống quan trọng như Iron Dome và Davis Link, đồng thời hỗ trợ việc phát triển tiếp tục một hệ thống phòng thủ laser công suất cao tiên tiến hiện đang ở giai đoạn phát triển cuối. Cũng theo Bộ Quốc phòng Israel, thỏa thuận này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ và bền vững giữa Israel và Mỹ cũng như cam kết vững chắc đối với an ninh của Israel, đặc biệt trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh khu vực từ Iran và các lực lượng dân quân được Iran hỗ trợ. Trước đó, Times ở Israel đưa tin, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah ngày càng khốc liệt, nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông qua việc ban bố tình trạng đặc biệt trên toàn quốc trong vòng 48 giờ. Tình trạng đặc biệt là một thuật ngữ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trao quyền tài phán lớn hơn cho chính quyền nhằm hợp lý hóa các nỗ lực bảo vệ người dân. Phía Israel cho biết, mệnh lệnh này có hiệu lực trong 48 giờ, trừ khi được các bộ trưởng nội các gia hạn. Quyết định trên được đưa ra sau khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công diện rộng và các mục tiêu Hezbollah ở Liban, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản bị đáp trả từ bên kia biên giới. Quân đội Israel mới đây tuyên bố các tiêm kích của họ đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Mohamed Sru, chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái drone của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Hezbollah sau đó xác nhận ông Mohamed Suru, 51 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Theo hãng thông tấn National News Agency của Liban, ba tên lửa đã nhắm vào một căn hộ trong tòa nhà 10 tầng ở ngoại ô Beirut. Đây là cuộc tấn công thứ tư trong một tuần của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah tại khu vực đông dân cư gần Beirut, một trong những thành trì của nhóm này. Bộ Y tế Liban cho biết hai người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công và 15 người bị thương, trong đó có một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Ông Sru, sinh năm 1973, nghiên cứu toán học và là cố vấn cấp cao được Hezbollah cử sang Yemen để huấn luyện hậu thi. Đây là vụ tấn công thứ tư trong vòng một tuần qua nhắm vào các chỉ huy của Hezbollah tại khu vực dân cư Đông Đúc. Ít ngày trước, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban đã tiêu diệt ông Ibrahim Qibasi, Người mà họ cho là chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào Hezbollah. Đây là một phần của cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Liban. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant, các cuộc tấn công đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah. Hezbollah đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát các chiến binh và các phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng. Cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là khi Israel chuyển trọng tâm tấn công sang biên giới phía Bắc sau các cuộc phóng tên lửa của phong trào Hezbollah. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ: "Liban đang bên bờ vực nguy hiểm. Người dân Liban, người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một giải Gaza khác." Theo truyền thông Israel, ngoại trưởng Israel, Israel Katz đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp đạt được lệnh ngừng bắn tại mặt trận phía Bắc giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Liban. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Israel khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah một cách mạnh mẽ cho tới khi giành được chiến thắng và đưa những cư dân ở khu vực phía Bắc phải đi sơ tán, được trở về nhà an toàn. Ông Israel Kass, hiện được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, giao quyền điều hành chính phủ Israel trong thời gian ông Netanyahu tới Mỹ để dự cuộc họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngay trước tuyên bố của Ngoại trưởng Israel Kass, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng ra thông báo khẳng định thông tin về việc sắp đạt được lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah là không đúng sự thật. Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa phản hồi với đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra. Đồng thời, thông báo cũng bác bỏ thông tin do kênh số 12 của Israel công bố trước đó nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu quân đội giảm tần suất các cuộc không kích vào Liban trong thời gian đàm phán ngừng bắn diễn ra. Về phần mình, quân đội Israel thông báo vừa mở thêm một đợt không kích mới vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công 75 mục tiêu Hezbollah trong đêm 25 tháng 9, rạng sáng ngày 26 tháng 9. Tại Liban, bộ thông tin nước này xác nhận không quân Israel đã oanh tạc một số khu vực, trong đó có một cửa khẩu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thiệt hại trong các cuộc không kích mới nhất của Israel và Liban. Ở diễn biến liên quan, Giới chức Liban cho biết trong cuộc không kích của Israel vào thung lũng Bekha, phía đông Liban sáng 26 tháng 9, đã gây thương vong cho người dân Syria. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã đánh sập một cây cầu trên biên giới giữa Liban và Syria. Theo các nhà chức trách Liban, người Syria thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel là các công nhân và người thân trong gia đình của họ. Ngôi nhà các nạn nhân bị tấn công nằm gần thành phố Baalbek thuộc thung lũng Bekha ở phía đông Liban gần biên giới Syria. Giới chức Liban khẳng định, đây là cuộc tấn công đơn lẻ khốc liệt nhất trong chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh Mũi tên phương Bắc của Israel vào Liban, bắt đầu vào sáng sớm ngày 23 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tuyên bố mở thêm đợt không kích mới vào Liban vào trưa 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Một trong các mục tiêu tấn công là một cây cầu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Quân đội Israel khẳng định Cây cầu này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí từ bên ngoài vào Liban. Giới phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích vào Liban trong thời gian tới, sau khi giới chức Israel tuyên bố chưa có kế hoạch ngừng bắn theo đề xuất quốc tế, đồng thời tái khẳng định quyết tâm duy trì tấn công mạnh mẽ chống Hezbollah để đạt được mục tiêu khôi phục an ninh tại khu vực biên giới chung Israel Liban.